Đây là chỉ bày đất đáy trong phần đường. Anh hay là thua ra đó nghe. Ờ, giờ bà gọi cho bảnh coi. Bách đây giúp anh trai xuống đây Bách. Các bạn đang theo dõi trận đấu thứ 3 của giải bóng chuyền Bình Sơn mở rộng các bạn. Trận đấu giữa ấp Bình Thuận và ấp Thuận Hòa. Tỷ số hiện tại là 1-1. Bây giờ là set thứ 3. Thi đấu trên 15 trái 8 trái đổi bên. Ok mọi người. Cái áo màu xanh lá cây là ấp Thuận Hòa các bạn. Còn áo màu trắng là ấp Bình Thuận. Tỷ số hiện tại là 1-1. Đây là ban mười nhân viên. Còn đây là hiện tại là chính quay cổ động viên ấp Thuận Hòa cái thầy áo. Rồi theo yêu cầu quay cổ động viên ấp Thuận Hòa luôn. Cổ động viên trưởng là đề các bạn. Thuận Hòa phát bóng trước các bạn ơi. Thuận Hòa áo màu xanh lá cây nha. Không. Qua được lại cái gì đâu mà mấy anh em mà nó còn nhỏ mà. Nè nhìn mấy già nó quýnh kiểu này không nè. Bình luận viên là bình luận viên Hồng Khánh này các bạn. Đổi vào bóng 1-2. Mình hãy nhớ câu là gừng càng già càng cay nha. Giờ bóng 1-2. Qua hai chơi. Đội bóng tốt. Đội giờ bóng 3-1. Bây đề nghị ban tổ chức mua 5 trái banh để sẵn đây nha. Hôm qua có 10 trái, bây giờ có 3 trái. Sẵn khung cơ gấp Thuận Hòa 3 trái hả? Thầy ơi, cái banh điểm cho ba này rồi. Bà phèn lên đó giác dò kìa. Qua được á. Kỹ ai? Ê! Kỹ em! Ê! Kỹ à! Đây! Lào con! Ê! Vô! Vô! Ê mày! Có điểm không mày? Chào con nhà mày! Chào con rất là mạnh nha các bạn. Không được đâu, không được. Ừ.
Lên xếp đi. Té là vỡ mạch đấy nha. Gắn giữ điểm đi mọi người. Mạnh hơn mình nó đủ ra rồi. Không dưới mà rồi. Quay đó bên tay luôn nè ơi. Bạn đậu má vô hung rẻ cái ơi chạy. Quay ơi. Được cho bên này. Rồi. Bốn. Đội sang này ơi. Lại lên ngược, lại lên ngược. Lại lên ngược đi mấy già ơi. Tính lấy cho bạn nó cho con mà chơi hay mày? Rồi, rồi. Rồi, rồi. Nhìn mặt hai cho con kim lại. Bỏ vô cái. Bỏ vô mặt nhỏ vô mà. Giờ bữa nay được chịu luôn. Láng xem là nó ngồi luôn mình lên thôi kìa. Không kéo vô chạy. 10 năm. Ghét cái con xài hả? Bình tĩnh làm lại nè. Cắt con trái này ăn nè. Có thể kịp mà. Đó. 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 Hy vọng sẽ có một pha ngược dòng hấp dẫn cho các bạn xem. Trận đấu này diễn ra trong 16 trái. Sẽ lấy 15 trái. Các bạn đang xem đấu giữa tập tuần qua giáp Bình Hưng các bạn. Khuôn khổ giải bóng chuyền Bình Sơn mở rộng. Bình Sơn 12-16. Đẩy lại 5 trái liên tiếp bên đánh nó được rồi đó mấy mí ơi. Nè 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 nè. Nè nè. Trái nè. Nè. Lên nè, lên nè. Quay cái này vô cho mày nè. Quay rồi. Bạn quay rồi đó. Sân đấu của FIFA trong khuôn khổ đấu nhất người hôm nay giải bóng đá toàn cầu là vô. Giải bóng đá chạy. Ông mà. Không phải bóng đá.
Ơi. Bệnh quay vậy đó. Nó quay đó, quýnh nha, quay đâu đây. Quýnh cho quay luôn. Mày nhỏ nó mau quay lắm. Nhanh lên đi. Nó khóc rồi. Ừ. Quay. Ủa, đây không? Đánh được rồi, đánh được rồi. Đánh được rồi. Còn tay trắng cơ quan được cho bình thuận 13-9. Nó số 3 vô mặt quay vậy. Qua sẽ đòi các bạn 13-9. Ăn thua chuyện bình thường nhầm gì. Bóng nó có bóng rồi đúng không? Kết quả Có bài các bạn ơi. Có gì hả? Mời hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.